Thưa quý vị, theo ước tính của Hiệp hội Nhựa Việt Nam, mỗi năm một người trung bình thải ra 41kg rác thải nhựa. Con số này có vẻ không quá ấn tượng đối với mọi người, nhưng thực tế nó đã tăng lên gấp 10 lần so với năm 1990. Vậy điều gì đang diễn ra? Chúng ta gọi trái đất là một ngôi nhà chung, nhưng dường như rất nhiều người trong số chúng ta đang coi trái đất là một chiếc thùng rác vô tận. Nhưng vấn đề là trái đất cũng có giới hạn mà thôi. Từ năm 1990 đến nay, không chỉ lượng nhựa trung bình tiêu thụ một năm tăng lên gấp 10 lần, mà dân số thế giới cũng tăng gần gấp đôi. Việt Nam cũng vậy, và chúng ta chuyển từ sách làm đi chợ sang dùng túi ni lông. Và khi mà chúng ta hết chỗ để xả rác thải nhựa, chúng ta sẽ dúi nó vào một góc nào đó trong ngôi nhà chung này, miễn là khuất mắt trông coi. Nhưng vấn đề là góc nào đó rồi cũng trở nên quá tải. Và kết quả là những con cá khi vớt lên trong bụng không có tí thức ăn nào cả, mà chỉ toàn là rác và các hạt vi nhựa. Các con số về rác thải nhựa thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm. Mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 430 triệu tấn nhựa được sản xuất. Một nửa trong số đó là các sản phẩm nhựa dùng một lần như túi, chai, ống hút. Có đến 10 triệu tấn nhựa bị thải ra đại dương. Thực tế cho thấy chỉ có 10% rác thải nhựa trên thế giới được tái chế. Phần lớn còn lại hoặc bị chôn lấp hoặc thải trực tiếp ra môi trường. Phải mất từ 400 đến 1.000 năm để phân hủy hoàn toàn, và điều này gây hại lâu dài cho môi trường cũng như hệ sinh thái. Nếu không có biện pháp khắc phục, ước tính đến năm 2050, lượng nhựa trong đại dương sẽ nhiều hơn cả cá. Hàng trăm tấn rác thải nhựa ấy khi không biết đi đâu về đâu thì cứ vứt ngay ra biển là câu trả lời thuận tiện nhất. Ngoài khơi Thái Bình Dương có một hòn đảo đặc biệt với cái tên Bãi Rác Lớn. Nhìn như một hòn đảo lớn chứa toàn rác lềnh phềnh, nhưng đây đơn giản là một bãi rác lớn hình thành bởi rác trôi trên biển. Hãy nhìn những thứ này, rất giống dạng san hô đầy màu sắc đúng không? Bây giờ lại dụi mắt nhìn lại một lần nữa, không có san hô nào cả, mà chỉ toàn là túi ni lông mà thôi. Ai sẽ gỡ chú rùa này ra khỏi cái lưới bằng nhựa này đây? Ai sẽ giúp con cò thoát khỏi cái bẫy trong suốt này? Điều đáng sợ là, ngay cả khi con cò chết trong cái túi ni lông này, xác của nó sẽ phân hủy, còn cái túi thì không. Và cái túi đó tiếp tục là cái bẫy chết chóc, chờ đợi những con vật khác mắc vào. Những hạt vi nhựa từ quá trình phân hủy rác thải nhựa đang xâm nhập vào cơ thể của các loài động vật, thủy hải sản, nguồn nước và thậm chí là cả không khí. Những hạt vi nhựa này sau đó xâm nhập vào cơ thể con người, tích tụ trong các cơ quan và gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho sức khỏe. Đã đến lúc mỗi người trong số chúng ta cần hành động để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình, các thế hệ tương lai và hành tinh của chúng ta khỏi những hiểm họa khủng khiếp do rác thải nhựa gây ra. Trên khắp thế giới, các tổ chức, cộng đồng và các bạn trẻ đang chung tay làm sạch môi trường, tái chế rác thải và truyền tải thông điệp tích cực. Những hoạt động dọn dẹp bãi biển, phân loại rác tại nguồn, các dự án sáng tạo từ nhựa tái chế là những hành động thiết thực để đẩy lùi rác thải nhựa và giữ cho trái đất của chúng ta xanh sạch hơn. Chúng ta có thể thay đổi bằng cách giảm sử dụng nhựa, tái chế, tái sử dụng, thay thế các sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Mỗi hành động nhỏ đều góp phần tạo nên sự khác biệt lớn. Rác thải nhựa là vấn đề toàn cầu, nhưng sự thay đổi lại bắt đầu từ mỗi chúng ta. Hãy hành động ngay hôm nay vì một môi trường sống trong lành hơn, một đại dương sạch đẹp hơn và một tương lai xanh hơn. Bảo vệ môi trường không phải là lựa chọn mà là trách nhiệm của mỗi chúng ta.